Vân tư vấn rất là tận tình. Trong lúc phẫu thuật thì không có đau. Sau khi phẫu thuật thì mình cảm thấy rất là ưng ý. Mình cảm thấy tự tin. Mình cảm ơn bác sĩ Thu Vân và toàn thể ekip của bệnh viện Thanh Vân. Trời, thật sự đi. Sửa xong rồi em mới cảm thấy là mình thay đổi rất là nhiều. Từ những người thân quen và những người mà không có biết em, nhìn thì rất là tự nhiên và rất là hài hòa với người của em. Cho nên là thật sự em rất là hài lòng. Đến nỗi bây giờ thời gian em nhìn lại những cái hình của em á, thì em thấy thực sự là nó thay đổi quá lớn đối với em hiện tại. Nhưng mà sau khi mình đến gặp trực tiếp bệnh viện và tư vấn thì mình thấy được là mình có những cái kiến thức chuyên môn mà mình chưa hiểu hết. Và theo sau bác sĩ tư vấn cho mình thì mình cảm thấy là mình có thể làm. Thì sau khi kết quả nâng ngực là mình cảm thấy rất là tự tin, rất là mình cảm thấy rất là đẹp và hài lòng vì nó rất là tự nhiên. Có nhiều những người mà chưa từng quen biết em á, gặp mặt thì họ sẽ không biết là em đã sửa mũi. Nghĩ bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Thanh Vân là một nơi thật sự đáng tin cậy và lựa chọn cho những ai đang có ý định muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Em vô tình thấy bệnh viện Thanh Vân thôi, nhưng mà khi mà em đến làm thì đó thì em được tư vấn rất là kỹ, rồi bác Vân làm rất là có tâm, thì em cũng không biết, nhưng mà từ đó thì em cảm thấy rất là thích cái bệnh viện này và em còn thích tương lai sẽ phẫu thuật vài lần nữa. Tới Ngọc sẽ quay lại bệnh viện để làm những cái phẫu thuật khác, chẳng hạn như là có thể là phẫu thuật ngực tiếp theo. Ngọc mà gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Thu Vân và toàn thể mấy anh chị ở trong bệnh viện rất là nhiều. Mọi người rất là nhiệt tình và chăm sóc Ngọc rất kỹ. Ngọc cảm ơn. Hiện tại thì Hanty vừa mới nhấn mí xong được 10 phút và mắt chỉ hơi sưng nhẹ thôi. Thì cả nhà cũng đã thấy rồi, bây giờ hai mí của Hanty đã đều rồi. Thì vài ngày nữa Hanty sẽ live stream để cho cả nhà cùng coi. Gương mặt của mình bây giờ là gần như là lột xác hoàn toàn, biến hóa cũng phải là được 70-80% rồi. Bây giờ mọi thứ trên gương mặt đó đã lành và nhìn nó rất là hài hòa. Tức làm cho mình cảm giác rất là tự nhiên, giống như là cái vẻ đẹp này là trời cho mình được, chứ nó không có bị gượng gạo cái kiểu là đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Thì mẫu mới thì mình cảm thấy rất là tự tin trong công việc và trong cuộc sống như vậy nữa. Thì bây giờ mình muốn thực hiện những cái mơ ước của mình. Bác sĩ Thu Vân phẫu thuật thực hiện phẫu thuật cho em rất là hài lòng, bác rất là kỹ và tận tâm. Cầm của Huy đã dài hơn chút xíu và rất là tự nhiên. Hồi trước thì Huy đã từng cắt cánh mũi ở bệnh viện Thanh Vân và bác Vân làm cho Huy rất là tự nhiên, cho nên là bây giờ Huy cũng một lần nữa Huy cũng cảm thấy là rất là vui vì bác đã làm cho Huy một cái cầm rất là dễ thương như thế này. Và bạn bè của Huy ai cũng nhận xét là rất là đẹp và nhìn không có nhận ra. Nếu các bạn có ý định muốn phẫu thuật thẩm mỹ thì Huy có một chia sẻ là các bạn nên tư vấn tại bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân, vì đây là một nơi có thể mang cho các bạn một vẻ đẹp hài hòa tự nhiên. Và Huy rất là tin tưởng vào tay nghề của bác Vân. Bác Vân có thể làm cho các bạn trở nên xinh đẹp một cách tự nhiên nhất có thể. Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân, nơi vẻ đẹp tỏa sáng. Hotline 028 39 10 10 10.